mà. Con này thì con này tầm 3-4 lạng đấy. Rồi, mời chú ạ. Đúng rồi, hôm nay Noel. Thì nó đi bay ở ruộng này, nó được con như con chó ấy. Con này phải 3 lạng đấy nhờ. To như con chó. Không, con đầu như con chó ấy. Phan, sao? Thì cày. Cày vui. Con này thì con này tầm 3-4 lạng đấy. Nó cho nên là ăn hết dụng béo lắm. Con đấy mà béo mà ngon đấy. Cày ngon chứ. Cày vui. Vâng, kính chào quý cô bác anh chị. Là tối hôm nay là thầy trò cháu ở trên bản thì được phụ huynh đãi là hai món, đó chính là món thịt chuột. Chuột này là chuột đá nhá, chuột ở trên trong rừng sâu ấy, chứ không phải là chuột ở vùng dưới ạ. Chuột, con chuột này rất là to luôn. Và món rúi. Phải có răng, có răng thì thầy mang lên đi bé thì lúc nào được 2-3 con thì gọi điện thầy vào cùng lấy một. Phải có không, răng cái loại này không răng cũng chết thôi. Cũng chết nhưng mà bây giờ nó bấy cái loại có răng ấy là được hơn mà mình lấy cái loại không có răng là mình cho quả nó để trên nhưng mà không bao giờ nó am đâu, nó khôn rồi. Lại không có răng á? Ừ. Là bây giờ nó là loại có răng là nó có một cái bàn ở dưới á. Cái bàn ở dưới là nó, để nó vào thì nó chỉ kèm cái đấy nó nở lên là mình nhập ra. Nè à? Giống ngon. Không ngon à? Phải làm được, vặt được lông nó đi cơ thì nó mới thơm. Là như thế mới thơm cũng chua hơn. Mà nhưng mà cho nó lâu. Đi cho vào băm gừng là chén rượu, cái này về ngủ. Cái Covid này nó không cho chị con học cũng nghỉ này. Đâu có học mình được chứ. Làm gì có Covid. Có, có nhưng mà không ở nhà, ở chỗ túc đám ở em bé mình không có đâu á. Đó, em bé không có đâu. Này, này. Có thì có nhưng bây giờ Covid thì nó thả hết rồi. Đấy, bây giờ dậy mùi này, dậy mùi thơm lắm rồi nhờ. Cái này gọi là chuột đá. Tầm tí nữa cạo xong là rửa sạch cho nó vàng đi. Cái là mổ ra là thịt đỏ lắm. Loại này không nuôi đâu nhờ, chuột này là. Nó nuôi được. Chuột này á? Nó để gì? Một chiếc con chuột nó làm cái lồng ấy, nó bẫy được ấy, nó nuôi được mấy con trong lồng. Nhà nào nuôi đấy? Nhà thằng của... Nhưng mà sợ mang về nuôi thì lại không ngon được quá. Vâng, đây con tiếp theo là một con rúi rất là to luôn. Con này là rúi. Rúi chim nữa. Con đấy đúng là như thật, con đấy cái lồng xe cũng ra được, chết là thôi. Con nhỏ ở dưới nhưng còn không đi. Ôi, cẩn thận, cháy. Lật. Chết cháy được. Đa số là bà con ở trên này là được những cái như mấy đi đào được những cái con này về là thường thường là không không làm như kiểu vùng dưới là có nghĩa là đun nước sôi lên để vặt lông.
mà quẳng luôn lên trên bếp lửa là thui luôn. Mà thui này xong là lông nó cháy thì ăn nó có một cái vị thơm của nó. Hết nó bắt dùng con. Bên thùng lông đang chụp thùng lông thui đến đâu xong là phải cạo đến đây luôn thì nó hết được. Nếu mà thui không cạo là nó không cháy hết được lông à. Cho vào đâu cất thì thầy Việt làm vị kỹ phí nhá, cái đồ ngon là cho làng kình đấy có lần nó cho vào nó thấu cả dây hết đi lão nhỉ. Thì hôm nay mẹ đem thấy nó vào thì xong bố đi chơi nó xấu hổ xong. Quý ông anh chị xem là đỏ chưa? Thịt này là thịt thuộc là dòng là nguyên bản, không tạp chất. Rúi này thì đa số nó chỉ ăn những cái ngọn chít thôi, ngọn chít với ăn củ sắn ở trên nương thôi. Thịt rất ngon luôn, thơm ngon đỏ. Cái này mà đặc sản mang xuống vùng dưới này, khả năng là lên mấy đĩa đấy. Thì cho cháu thì ở trên này với đồng bào bà con thì tuy vất vả nhưng mà lâu lâu này đấy, cùng với phụ huynh này được thưởng thức những cái món đặc sản mà ở vùng dưới là không thể có được. Riêng rúi này với chuột thì mùa này mới có nhá, nhất là chuột. Bởi vì chuột mùa hè kia thì cũng rất là nhiều thôi nhưng mùa hè này không bẫy được. Vì mùa hè là nó chạy lung tung, là nó khó chạy theo một đường, còn mùa đông này là chuột nên là theo kinh nghiệm của bà con ở trên này là mùa này mới bẫy được chuột, là vì là mùa này là mùa đông lắm, lúc sương nó xuống nên là chuột là nó đi theo kiểu là nó đi theo cùng một đường thôi. Có nghĩa là lúc nó đi đường nào nó sẽ về đường đấy, thì cứ nhìn thấy cái đường nó đi là đặt bẫy là được. Thịt đỏ lắm nhỉ, ngon. Còn mùa hè thì nó ấm áp nên rồi nên là nó chạy lung tung lắm, nên là khó phân biệt được cái đường đi của nó nên là đánh khó. Cái này thì lắm lúc muốn ăn cũng không có. Mua cũng không bán. Đấy, phụ huynh ở trên này là những cái đồ này thì thường thường là chỉ có thầy trò cháu ở đây thì với thỉnh thoảng mới được thưởng thức thôi. Lúc mà anh em hay phụ huynh hay đi đào về được thì là hay gọi. Cái hàng thịt rừng này thì là nhìn nó bé này thôi nhưng mà lúc làm lên thì nó lại nở ra nhá. Cả hai món cả chuột cả rúi lẫn lộn à? Lấy đua ra đảo luôn đúng không? Ui mặn đấy. Mặn rồi cái này nè. Được rồi. Ngon đấy nhờ.
Vậy cho thêm nước, tí nước vào. Mày sao nó nhảy nhảy nhưng mà nó to vẻ nhà cũng nhiều. Nó nở ra mà. Ui, dưới xe nó xem mạng này, mẹ nó mồi dưới một cân một triệu nha. Ui, dưới to mà khoảng 5 cân, 4 cân ấy. À, cái đấy nó mang vào nhà hàng rồi, mang vào nhà hàng thì cả công nó làm cho ăn nữa. Chỗ ngồi thì đẹp, sang trọng lịch sự, đấy. Ừ, kiểu nó, thằng mà nuôi bán cái thẻ này, một cân một triệu thì 5 cân được 5 triệu. Ít ký chưa này. Nhưng mà dưới bên kia cũng không ngon đó nhỉ thầy nhỉ? Đúng, không ngon đâu. Dưới nó nuôi công nghiệp. Công nghiệp không ngon đâu. Con dưới này nó cái lồng sắt nhưng mà ở trên chỉ cao tầm 50 phân, nó không chạy được quá. Ở dưới thì nó không chạy ra đâu. Chạy ra chứ. Không. Dưới ở dưới này thì chạy được nhưng mà dưới ở dưới nó bảo là đi không được. Nó có cái gạch ấy, gạch men ấy thì nó trơn thì nó không lên được. Còn trước thằng tỉnh nó nuôi cái mẹ nó cho cái gạch đấy 80 cao ấy mẹ, cho cái gạch đấy mẹ. Nó cho một cái buổi sáng cho vào ngang ở dưới nhưng mà tí nó cũng không gì nó lấy cho vào đứng rồi mẹ nó trèo lên đi thôi mà. Thế bà này thì năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Không biết không có khai sinh mà nhìn kia nè vô linh nè thua nè nó vô đa lòng thôi xin lỗi tôi có khai sinh nè sáu mươi nào ấy nhỉ tầm 60 tuổi 60 65 60 65 rồi ô cậu chìm 70 quá tôi sao tôi chuẩn bị tôi làm như năm sáu rồi lớn thì rồi lại không. Em năm sáu rồi năm sáu à tầm 70 rồi thế chắc tầm 70 mất nuôi chưa mở xem thử xem nào được chưa xem nhiều nước thế hả dối chuột nấu gừng cái gì đi mượn cái gì không có đũa à? Này thơm lắm quý cô anh chị ạ. Không có đũa. Đến mùa đông này các bác chú có dịp lên Tây Bắc này vào chỗ thầy trò cháu chơi nhá. Nếu mà đúng dịp này thầy trò cháu sẽ đưa lên bản để thưởng thức món chuột đá và món dúi. Đầu bếp nè, đầu bếp chính đó. Quen Hà cũng thua. Đang gọi xuống rồi, đang đi bộ xuống này.
Đặc sản thiên nhiên ban tặng. Hôm nay ăn nhiên lát ăn làm. Thế nào? Cũng chết đấy. Kiểu bố bản này ngon. Ai? Cái mật của nó không bỏ ra hơi đắng. Chuột, đây chuột chuột chứ. Cả chuột cả rúi. Đây, rất ngon luôn. Vâng, hàng rau xung quanh nó thật. Sao? Rượu, không để rượu. Thế nào? Được rồi. Ăn thử món phổ đốn cả chuột này này, cả dúi, cả dúi hổ đốn lẫn lộn trộn với lại măng ớt đi, nhắm rượu uống một bát thế này sướng. Rượu thì ta cứ phải bát một bát một. Tình nó hỏi gì có gì luôn đấy, tạm thời nó uống nhiều. Cái đấy nhiều tí thề, để cái đấy vào trong tí. Đây đây đây, để chia cho tí. Bà con vẫn khỏe. Thôi, mời chúa. Chúc khỏe nhá. Hôm nay Noel nhỉ. Lâu mới được ăn với. Hôm nay cuối tuần chủ nhật. À, mời chúa. Đấy, 100%. Ăn đi. Uống rượu ngon sao cứ phải nhăn cái mặt vào thế. À, tuyệt vời đấy. Thôi mời cả nhà nhá. Không biết đâu là thịt chuột, đâu là thịt dúi nữa. Xuôi nhìn thấy miếng thịt chuột xem nào. Có biết nhìn không? Biết mà. Khả năng dúi dài hơn. Này chuột này à? Báo. Ơ không phải đâu, cái này vẫn rúi thôi. Rúi da nó dày, dày, dày. Chuột chuột thì da mỏng. À, như nhau thôi. Đó. Như nhau thôi. Như nhau ấy. Đúng là chuột rúi mà nhà. Toàn rúi thôi, không thấy chuột đâu. Tham tham. Nó chịu kìm nước phô rồi đấy. Có lòng của nó à? Có lòng rồi. Chuột này. Chính xác chuột đấy chứ. Ra cái này miếng thịt chuột. Chuột to thì ngon. Mà là dúi này chết được. Xương nó cứng lắm. Chết được một tháng hai tháng. Cái này dài một cân ấy. Dài ấy vỏ cái da nó dài thế là tối lắm. Ơ, cái này đúng thịt chuột thật. Chúc khỏe nhá, chúc khỏe chú nhá. Ôi cháu ơi. Rượu muốn chảy đấy. Rượu dưới kia thôi. Đây là ông đầu bếp. Mùi chú không? Đây chuột đấy. Cái này đuôi chuột hay đuôi dúi đây? Đuôi chuột. À đuôi chuột đây đúng không? Đuôi dúi không dành thế. Nhiều cá lá. Cá treo đùi thôi. Cá treo đùi thôi. Cá đấy về mình không lấy con này thôi. Đánh hết cái vẩy đi. Tuyệt vời. Chúng chưa tìm được miếng thịt chuột nào à? Con chuột á? Chuột ngon đấy. Chuột mới ngon. Chuột cống mà. Chuột to mà. Chuột năm nặng ấy. Từ dưới. Chuột rừng mà, hay đấy không phải chuột ở trong này đâu. Uống rượu thì uống hết đây, cái này rượu nhà Mông Chen nó nấu là ngon thế nào. Chuột này
ấn tượng người Mông đâu. Tuyệt vời đấy, sáng ạ. Cảm ơn nhiều nhá. Hôm nay mà lâu lắm được ăn bữa thịt chuột. Hôm nào thằng Xu nó bẫy được con gì rừng ấy, tao gọi mày đi. Xu tống ngoài ấy. Chuột. Đây, làm cái sai. Không phải lùng chỗ nào, lùng... Rúi. À, lòng rúi à. Lùng chuồng lại. Làm món mới đi, ngon đấy. Xem rượu này có ngon. Đấy, thì phải uống rượu này mới ngon. Tuyệt vời. Ngon đấy. Em thử rượu mới tí nhờ. Rượu như này món nó sướng. Nào. Chúc khỏe sai nhá. Hai con này gần bằng nhau. To như nhau. Con rượu này ngon. Ngon thật, được. Rượu này ấy, giống kiểu cái lá nhỉ. Hả? Không, mông nấu bằng cao luôn á. À, thầy Hùng đây. Mày cứ đi đòi tiền thầy Hùng. Đây này thầy Hùng đây. Cái con chuột rừng nó to này cơ mà. Cái dòng này nó phá hoại thì kinh khủng luôn. Riêng cái bộ hàm nhá của nó là. Đây này này, cái răng. Ủa mẹ. Ui này. Cái răng này có khi là mình. Cái này nếu mà cả nương sắn chị... nếu mà tầm có. Cho trẻ con đánh đeo vòng bạc được đấy này. Uầy. Đây, cứu các anh chị xem này. Rất là dài luôn nhá. Đây, chuột ở dưới nhà mình không có cái kiểu này đâu. Lắm nhá. Rồi. Cái này mà bổ một phát một chán thì chắc nó từ ngập chán thì quá. Cái này mà động tay vào một phát thì xong luôn. Không, nhưng mà dúi thì khác rồi, nhưng mà chuột nó được cái to này. Hàm trên thì bị đập rồi, hàm trên thì đập gãy rồi. Gãy răng rồi, nhưng mà hàm dưới sắc lắm. Đây. Con này, con chuột này gần cân đấy. Có con gần cân. Con này to thật. Con này phải nói là đây, cái bộ nhá của nó này. Rất to này phải đến cân đấy. Đây là chuột đấy nhá. Chuột mà to đấy mà, chuột đá này. Chuột đúng chuột vách đá vùng cao. Chỉ có Tây Bắc mới có cái loại chuột này thôi. Ở trong miền Nam thì cũng có, nhưng mà cái chuột chuột cống nhung ấy thì nhưng mà cũng không thể to bằng cái loại này được. Đây, qua chị xem cái răng nó đi. Yeah. Riêng cái răng này thì cứ phải gọi là luôn. Vâng, một buổi tối rất là ấm áp bên phụ huynh học sinh ở trên thôn Làng Linh. Với hai món là món thịt chuột đá và thịt rúi. Có dịp thì thầy trò cháu cũng rất là kính mong quý cô ba anh chị lên quê hương thầy trò cháu chơi vào mùa này. Thì, nếu mà đúng dịp thì thầy trò cháu sẽ đưa lên trên bản để được trải nghiệm món thịt chuột đá và thịt rúi ạ. Cùng với đồng bào bà con ở trên nơi đây. Vâng, và video của thầy trò cháu xin phép được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được kính chúc quý thầy cô, quý cô ba anh chị cùng toàn thể các bạn có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.